Đây là Kirot NJ68. Order mất tầm 1 tháng và về chỉ cần khoảng 2 đến 3 ngày là hết hàng. Vậy thì nó có gì mà hot đến như vậy thì mình sẽ cùng anh em làm rõ trong video này nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lướt qua những cái mà khiến cho chiếc bàn phím này nó hot đến như vậy. Nó ngoại hình thiết kế đẹp đúng không? Rồi nó những cái tính năng của nó thì cũng gần gần giống như là chiếc RK G68 mà hôm nọ mình đã review cho anh em. Nó có kết nối không dây, kết nối đa nền tảng macOS, iOS cũng kết nối được. Rồi nó có hot swap, rồi nó có LED RGB lập lòe đấy. Thì đấy chính là những cái điểm mà khiến cho chiếc bàn phím này nó hot đến như vậy. Và ok, mình sẽ lướt qua đến cái ngoại hình của nó đầu tiên nhá. Layout vẫn là 68 phím, lại một lần nữa giống RK G68. Nó sẽ lược bỏ đi hết cái hàng phím function rồi là cụm phím số bên này. Rồi với cái layout 68 phím này thì nó sẽ nhỏ gọn và thậm chí là nó còn gọn hơn là con RK G68 không ạ? Nó mỏng hơn. Nhưng mà tuy nhiên cái trọng lượng của nó thì theo mình cảm giác thì nó lại nặng hơn một chút. Vậy tại sao nó nặng hơn thì tí nữa mình sẽ chia sẻ. Và nhìn đây là các bạn có thể thấy là LED RGB của nó cực kỳ là đẹp rồi đúng không? Mặt sau này. Đấy, đây chính là cái điểm ăn tiền của cái phiên bản NJ68 2021 này. Đấy là nó có một phiên bản đắt hơn một chút, nó sẽ sử dụng cái khung phía ngoài, cái vỏ phía ngoài là trong suốt thì nó sẽ khoe được toàn bộ những cái linh kiện phía trong, đồng thời là cái đèn LED RGB này. Các bạn nhìn đây các bạn cũng có thể thấy được. Ngoại hình của nó thì cũng chỉ có thế thôi, nhìn vào video này cũng như là B-roll thì anh em có thể hình dung được. Mỗi người sẽ có một cái sở thích về ngoại hình khác nhau. Và trên này sẽ có cổng Type-C. Đấy, ngoại hình nó cũng chỉ có thế thôi. Mình sẽ tập trung đi sâu vào phía bên trong để giải thích tại sao là nó hot đến như vậy. Thì chiếc NJ68 này đang sử dụng switch ở đây là Kaibox White. Nó cũng giống như là Cherry Blue ấy. Nó cũng sẽ có tiếng clicky nhưng mà anh em nghe này. Đấy, tiếng clicky của nó nhẹ hơn và cảm giác là nó có gì đấy nó hiền hơn là Cherry Blue. Và mình cũng thích cái clicky này hơn. Bởi vì là cái Kaibox này nó cơ chế tạo tiếng clicky nó sẽ khác so với Blue. Và cái tên Kaibox ấy thì có nghĩa là ở trong cái switch đấy nó sẽ có một cái hộp để tạo ra cơ chế nhận tín hiệu nó khác so với những cái loại switch khác. Và nhờ cái hộp đấy thì hình như là nó sẽ có cái tính năng kháng nước nhẹ cho anh em. Cái cảm giác gõ ấy, nó có phù hợp đối với anh em hay không thì đấy là tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Em phải gõ trực tiếp để mới biết được. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thấy mình ưng cái Kaibox này hơn so với là Cherry Blue và gõ nó cực kỳ sướng. Rồi, cái điểm ăn tiền nhất của chiếc bàn phím này ấy, và cái lúc đầu mà mình nói là cái trọng lượng của nó vẫn sẽ cảm giác là nó sẽ nặng hơn RK G68 ấy, bởi vì là cái plate nó bằng đồng. Plate là nó là cái tấm dưới này, nó là cái tấm để cái toàn bộ cái linh kiện lên ấy. Đấy. Thì plate nó bằng đồng thì cái cảm giác gõ của anh em nó sẽ đầm hơn. Và nó cực kỳ là chắc chắn. Như con RK G68 nhá thì nó là plate bằng kim loại rồi thì mình thấy là nó cũng ok nhưng mà bằng đồng nó vẫn khác hẳn. Bởi vì cái trọng lượng của đồng nó chắc chắn nó sẽ là nặng hơn đối với các kim loại khác đúng không? Thì cái cảm giác gõ nó vẫn sẽ là khác biệt. Ngoài cái plate bằng đồng ra ấy thì stab cũng là một cái thành phần khiến cho cảm giác gõ của anh em nó sẽ khác so với những chiếc bàn phím thông thường. Đấy, stab của nó mình khi mình gõ thì mình cảm giác là như là nó đã được lúc rồi nhưng mà mình có hỏi anh chủ shop thì anh bảo là mặc định nó như này đấy. Cái stab nó chắc chắn hơn như không như là con RK này hoặc là những chiếc bàn phím khác thì nó sẽ tạo ra cái độ lỏng lẻo nhất là phím cách này nó dài ấy. Stab là cái có nghĩa là những cái phím dài này nếu mà một mình switch gắn vào đây ấy, thì nó sẽ hơi lỏng lẻo đúng không? Thì cái stab là nó có nhiệm vụ là nó gắn thêm hai bên này nữa thì để cho chiếc bàn phím mình gõ nó sẽ không bị trông chênh. Đấy, nói với những anh em nào chưa biết, còn anh em nào chơi bàn phím nhiều rồi thì mình giải thích nó cũng hơi thừa đúng không? Rồi với keycap thì nó là PPT die-sắp. Mình hơi tiếc một chút bởi vì kể ra mà LED đẹp như này mà dùng keycap PPT double shot nó xuyên LED thì nó sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Nhưng mà không sao, các bạn đã có sẵn là PPT rồi thì cái cảm giác gõ lại một lần nữa mình phải nhấn mạnh là cảm giác gõ con này cực kỳ sướng bởi vì nó có sẵn là PPT. Còn về thời lượng pin thì nó đang sử dụng một viên pin là 3100 mAh. Và lúc kết nối với máy tính ấy, thì nó có hiện luôn phần trăm pin ở cái phần thiết bị ấy. Mình dùng cái lúc mượn cho đến bây giờ đã là khoảng 5 ngày. Và mình lúc nào cũng để LED lập lòe, full LED luôn, có cái độ sáng cao nhất.
và đến giờ nó vẫn báo là 100% pin. Mình nghĩ là chắc là nó sẽ báo thêm một mức nào đấy chứ không phải là báo từng phần trăm một, mà đến giờ mà nó vẫn trụ được là 100% pin thì anh em cứ thoải mái sử dụng, bởi vì 3100 mAh mà. Nếu như các bạn tắt led thì mình không biết là nó sẽ sử dụng đến bao giờ mới hết nữa. Về khả năng kết nối thì hơi tiếc một chút là cái này nó không có receiver và nó chỉ kết nối được Bluetooth 5.0 với 3 thiết bị. Cái lúc pair với các thiết bị khác thì nó sẽ bắt các bạn nhập mã code rồi bắt đầu ấn enter, thì mình thấy nó chậm hơn một chút so với RKG68 này, nhưng mà cũng nhanh rồi, như thế là nhanh rồi. Mà nó kết nối với 3 thiết bị thì mình thấy giá như mà nó là 5 thiết bị thì ok hơn đúng không? Và tất nhiên là nó sẽ có sẵn luôn là layout cho Mac cũng như là Win. Và sẵn tiện nói đến layout Mac và Win thì mình sẽ xem qua trong hộp một chút nhé. Bởi vì ở trong hộp này nó sẽ tặng cho anh em tặng cho anh em cái keycap để dành cho layout Mac. Và cái dây thì mình thấy nó hơi đều một chút, có cục chống nhiễu là cũng điểm cộng nha, nhưng mà dây nó hơi đều. Rồi cũng có kipler, rồi cũng có cái để tháo switch bởi vì nó là hot swap. Hộp thì nó cũng chả có gì đâu, mình thấy hộp nó cũng đẹp thôi, nói chung là hộp cũng đẹp nhưng mà trong hộp nó cũng chả có gì đặc biệt đâu. Sách hướng dẫn sử dụng thì nó là toàn tiếng Trung cho nên là tốt nhất là anh em nên lên Google tìm hiểu. Mình cũng sẽ nói qua về một chút về cái cách kết nối cho anh em là ấn function này, sau đấy giữ phím Q, phím W và phím E để pair các thiết bị. Còn sau khi chuyển đổi thì cứ ấn function Q, ấn một phát là nó sẽ tự kết nối với lúc đầu anh em kết nối. Còn tăng giảm led thì là function lên xuống này, rồi đổi led thì là function cái phím suộc à, đúng không? Đấy. Còn đổi màu thì là backspace. Và một điểm ăn tiền nữa của chiếc bàn phím này là cái phần mềm. Mặc dù là nó không có tiếng Việt và cái lúc cài nó toàn tiếng Trung này, mình cứ ấn bừa thì tự nhiên nó cài xong mình cũng không biết nữa. Nhưng mà cái phần mềm nó cho phép anh em là can thiệp từ vào từng phím, custom từng phím một nhá. Có thể di chuyển được, kể cả ví dụ như mình không thích cái function nó ở đây, mình function nó mình đặt nó ở trên này chẳng hạn, vẫn có thể di chuyển được. Và nó có riêng, ví dụ như con RKG68 này, một lần nữa mình lại phải so sánh với con RKG68 này, là không cho custom cái phím function này với ví dụ là function ngã này thì nó là chụp màn hình chẳng hạn. Thì cái này nó custom được luôn là ấn function với cái gì nó sẽ tổ hợp phím gì, nó custom được cực kỳ là sâu so với những cái phần mềm khác, nó cho anh em can thiệp vào từng phím một. Đấy là điểm ăn tiền nữa của chiếc bàn phím này. Tiếp theo cái vấn đề này mới là quan trọng, mới khiến anh em là có mua chiếc bàn phím này không này, đấy chính là mức giá. Mình không nhắc đến đầu video bởi vì sợ là sau khi nghe mức giá thì nhiều anh em sẽ tắt luôn video. Nó có giá là 2.6 triệu cơ. Thì nó, mình nghĩ là nó sẽ khá là khó để tiếp cận với đa số những người xem Realtek. Đa số là học sinh sinh viên thì 2.6 triệu bỏ ra cho một chiếc bàn phím như này thì mình thấy nó hơi cao. Tuy nhiên là nó sẽ không cần phải nâng cấp một cái gì nữa, nó không cần phải thay thế một cái gì nữa. Đấy. Còn lại một lần nữa mình phải lôi chiếc RKG68 này. Lúc mình mua nó với giá là 1.4 triệu nhé, nhưng mà mình thay keycap thì nó đã mất đi là lên 2 triệu này. Rồi cái switch gọi không sướng thì mình có thể là thay cherry vào chẳng hạn, thì cũng phải mất khoảng 500 nghìn nữa. Rồi cái plate bằng đồng nó có cảm giác gõ nó sẽ tốt hơn. Rồi cái staff của con này mình sẽ phải thay staff khác, hoặc là mình lúp lại gia cố nó lại làm sao để cho nó chắc chắn hơn. Thì cái mức giá mình bỏ ra nó cũng sẽ xem so với con NG68 này. Và thay vì bỏ cứ từng phần một và mình sẽ phải mất công tháo lắp lại, thì con này mua về một phát là dùng luôn. Đấy. Cho những ai mà không có thời gian, không có gọi là không muốn tốn công để cứ phải lâu lâu lại mua. Nhưng mà cái mức giá bỏ ra lúc đầu ấy nó sẽ hơi cao một chút. Còn ví dụ như con này, tháng này anh em mua bàn phím, tháng sau anh em mua keycap, tháng sau nữa anh em mua switch. Đấy. Với ai không dư giả về tài chính thì con G68 này vẫn tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm trừ của chiếc bàn phím này. Tất nhiên cái gì cũng phải có điểm yếu thôi, đúng không? Thì lại một lần nữa mình sẽ phải nhắc đến mức giá là 2.6 triệu. Đây là mức giá 2.6 triệu này là đối với anh em mua trực tiếp. Link mua mình sẽ để phần dưới mô tả, bởi vì mình đi mượn bàn phím này chứ đây không phải là bàn phím mình mua. Cho nên là nếu mà anh muốn quan tâm thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả, và mình mượn của anh ở shop sói kia. Đấy. Ok, thì với mức giá lại một lần nữa nhấn mạnh là 2.6 triệu. Nó không phải là
một mức giá phù hợp đối với đại đa số người dùng. Thì đây chính là điểm hạn chế mà mình thấy là nó, đây là một điểm trừ mà mình thấy nó lớn nhất đối với ai muốn tiếp cận chiếc bàn phím này. Điểm trừ thứ hai đấy chính là cái chân kickstand này. Mặc dù là nó có chân kickstand nó hơn con G68 này nhưng mà mình thấy nó hơi lỏng lẻo một chút. Cảm giác của mình là nó hơi lỏng lẻo. Cái lúc đặt xuống bàn ấy thì cũng ok, nhưng mà để đi để lại thì mặc dù là nó có đế cao su này rồi nhưng mà mình thấy nó không chắc chắn lắm. Mình thấy nó không chắc chắn và có thể đẩy đi một cách dễ dàng. Đấy, thì đây là điểm trừ. Điểm trừ thứ ba ở chiếc bàn phím này là nó không có receiver. Nếu như mà nó có receiver thì mình đã sẵn sàng bán con này đi và mua con này rồi. Đối với những người như mình hay vào vọc BIOS hay là mình cài song song giữa macOS, Hackintosh với lại Win ấy, thì cái lúc mà khởi động lên và boot thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ có thể sử dụng được Bluetooth mà các bạn sẽ phải receiver hoặc là có dây. Thì đây là một điểm hạn chế cực kỳ lớn của chiếc bàn phím này. Mình nghe đồn là con này đã từng có một lần cho pre-order phiên bản có receiver nhưng mà nó gọi là ít người đặt quá nên là nhà sản xuất bỏ không làm nữa luôn. Rồi, điểm trừ tiếp theo là hàng đang rất là khan hiếm đối với ở thời điểm hiện tại. Cứ một lần về các bạn sẽ phải đợi mất một tháng và 2 đến 3 ngày là hết hàng. Hiện tại con mình cầm đây là con duy nhất ở Hà Nội nữa, ở shop nữa. Đấy, đây là con duy nhất, còn lại đã được bán hết rồi. Tổng kết lại video thì với mức giá 2.6 triệu bỏ ra thì mình thấy nó phù hợp đối với những ai mua về và dùng và không muốn sau này phải thay thế bất kỳ cái gì từ switch cho đến keycap chẳng hạn. Và nó sẽ có sẵn plate bằng đồng, keycap, PBT, die sap, rồi vỏ đẹp. Và cái vỏ này thay được nhá, nhưng mà đây là hàng mượn nên mình không thay thôi. Rồi nó có hot swap, rồi nó có RGB lập lòe, rất là phù hợp với những ai muốn bỏ tiền ra một lần mà không muốn thay thế sau này nữa thì cực kỳ là phù hợp. Quyết định thì vẫn chắc chắn là sẽ nằm ở các bạn, còn mình nghĩ là mình sẽ vẫn trung thành với G68 bởi vì nó có receiver. Nếu thấy hay thì cứ like, không hay dislike cũng được, nhưng mà nhớ share và ấn sub để Realtek có thể biết nhiều người biết đến hơn, đúng không? Mình là Trung, xin chào và hẹn gặp lại.